Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay tôi quấn cái biến thể ắc quy nhé, nạp ắc quy nhé. Đây khung 8A nhé. Đấy, 8A của nó thì ở đây. Khung 8A nhé. Bởi vì cái này ở trong biến thể âm ly loài ấy nhá, loài nhỏ nhá, tức là loài âm ly dòng 4 thò hoặc là 8 thò. D718 B688 á, thì họ hay dùng cái này nhá. Biến thế này nhá, nó có 8A 10A, nhưng cái này là 8A nhá. Đấy, các bạn thấy không? Thì khung của nó thì thường là khung 10A thì chúng ta quấn khoảng 700 vòng. Còn khung 8A 10A thì quấn khoảng 700 vòng. Bên trong tức là dây bên trong. Còn cái này khung 8A chúng ta quấn 900 vòng nhé. Ở ngoài dây ngoài ly 1 khoảng 60 vòng nhé. Đây, chúng ta đáng lẽ phải tính mà thôi, chúng ta không cần tính, chúng ta bỏ qua giai đoạn đi. Bởi vì thực sự mà nói thì chúng ta không cần đến ấy, đến tính. Thì tất nhiên hôm sau tôi sẽ làm phép tính với các bạn. Đây, biến thế nạp ắc quy 8A cuộn dây sơ cấp 220V là 900 vòng nhé, dây 40 nhé. Cuộn thứ cấp là 1 ly cho đến 1 ly 1 60 vòng nhé, là nó nằm tầm được khoảng 14 đến 16V tùy loại. Nói chung là như vậy. Thì chúng ta nạp ắc quy là vừa đủ nhé, khoảng 16V. Đấy, là dây thứ cấp 1 ly đến ly 1, 1,1 ly. Thường dây ly 1 thì tốt hơn. Đấy, thì dây này 900 vòng, dây 40 nhá. Ta tiến hành cái quấn vào đây 900 vòng. Thường thường 900 đến 1000 vòng. Nếu người nào không biết tính hoặc này khác thì cứ vào chắc khoảng 900 rưỡi gì đấy. Đấy, khung 8A nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào quấn. Chúng ta bỏ qua giai đoạn tính toán nhá. Bởi vì tính toán nó cũng khá là lâu. Hôm sau chúng ta sẽ dùng phép tính. Phép tính ở trong YouTube thì nhiều rồi. Nói chung tôi thì tôi chưa hướng dẫn cái nào về phép tính cả, bởi vì thực chất tôi cũng đang nhiều việc cho nên tôi không có thời gian để mà làm. Tôi chỉ làm thực tế ở trên máy thôi. Mà tôi cũng chưa học qua trường lớp nào này cho cái khoa mà khoa về lý thuyết hơi kém các bạn nhé. Tôi chỉ thực hành trên máy phần lớn là nhiều nhé, làm nhiều ở thực hành nhé. Thì tôi không đấy, chúng ta quấn khoảng 900 vòng vào đây. Thì dây này dây 40 đây, chúng ta thể cái này dây 40 đây các bạn nhé. Tôi có lấy 5 lượng thôi. Dạo này dịch Covid nó là mạnh quá, bùng phát mạnh quá cho nên tôi chưa lấy được dây nhiều để về để quấn mọi thứ. Đây tôi đang còn quấn nhiều thứ đây, motor đây. Đấy, đang có quái mà mới đây này. Đây đang cả nhiều, nó còn đồ loa liệt lung tung lang tang đấy. Tiếp bước 3. Rồi, chúng ta sẽ quấn nhé. Thế các bạn nên lấy cái ống này nhé, cắt ra và xỏ vào nhé. Trước khi quấn chúng ta xỏ vào nhé, để cho nó dài ra nhé. Đấy, dài ra để đấu điện 220 vào đây. Đây các bạn xỏ vào cái 40 này, chúng ta xỏ vào. Sẽ quấn bên nào sâu hơn các bạn nhé. Thường thường có nó có những cái chỗ bên sâu nhé, sâu thường ở bên này, này. Đây. Thường
quấn 900 vòng nhé. Cái này không các bạn, không chúng ta quấn dần dần thôi, mẹ cứ nó cứ uốn vào. Chúng ta rê dây ra đều các bạn nhé. Vậy thôi, chúng ta cứ quấn thế thôi. Đây nhá, chúng ta làm cái ống lót đấy nhá. Và chúng ta bắt ra đây. Đấy. Đây, và chúng ta chuẩn bị quấn cuộn dây bên ngoài. Đây nhá, chúng ta quấn một cái lớp, cắt một cái lớp ấy nhá. Thì chúng ta quấn chính giữa nhá, ở cái khoảng cách giữa dây thớ cóc và thứ cóc nhá. Chúng ta quấn vào khoảng 60 vòng thôi. Đây, quấn về các bạn nhé. À, dây một ly các bạn nhé, dây một ly đây nhé. Rồi chúng ta phải quấn 60 vòng. Chúng ta tiếp tục quấn nhé, quấn khi nào được 60 vòng thôi nhé.
đây nhá, chúng ta xong phần quấn nhá, hơi chặt đấy các bạn vì dây quá to, cho nên đấy, đây là điện 220 nhá, 900 vòng vào nhá, còn đây là 60 vòng nhá, tôi quấn ở đây 70 vòng, một bên 60 vòng mũi ở đây này. Còn 70 vòng ở phăng phía bên này, tức là tôi quấn thừa 10 vòng để mà tăng giảm điện áp, giờ thì làm 2-3 nấc nhá. Đấy thì ngày mai tôi sẽ đóng phe, tôi sẽ đấu đi ốt, chúng ta sẽ lấy đi ốt tận dụng nhá, đi ốt tức là nó ở trên tivi, các cái mạng tivi á, thì chúng ta sẽ tận dụng, chúng ta làm video sau. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem, nhấn nút like, subscribe, xin chào mọi người nhé.